cả nhà. Buổi chiều đặt dấn xong thì về trong nhà Chỉnh cũng có đem xuống gà chống đá để hầm tiêu xanh mấy chú cháu làm đương xương. Con gà này con biết làm sao mà chú Hai đem xuống mặn không? Tại cái dãy nó xấu. Vì con tưởng đá thua chứ. Không, không. Cái con gà mà anh Hai chơi ha, coi như mà như nói chung á là những người lớn tuổi, người ta đâu có cần cái dãy mà nó dặm dãy, ví dụ quyền châm này nọ rồi vắn khâu vắn cán rồi. Người ta chơi là chỉ cần hai cái hàng chân thôi. Ví dụ hai hàng chân là tốt gà nhất. Hàng chân là anh xong rồi. Bên đây một hàng dãy nè, xuống tới dưới cái chậu. Yeah. Rồi mà bên trong hàng dãy, hai hàng dãy là kêu hai hàng chân. Yeah. Đó là nó xuống tới chậu. Rồi như ví dụ mà ngang cửa nó có dãy nhỏ đóng vậy nè, mình gọi là đây nè, là cũng như quyền châm. Cái này mới bứt cửa hả? Lú mà tại chú Hai nuôi khoảng 10 tháng hả? Dạ. Mấy con kia thì bán hết rồi, còn con mấy con chừa mấy con xấu xấu lại đi dành ăn. Để dành ăn ha. Mà cái dãy độ nó cũng tốt, bộ thẳng bắc không? Không. Hàng một. Cũng nói thêm cái quan trọng đó là cái dãy độ nó với cái dãy độ. Cái dãy độ nó ha, ví dụ mà từ ở dưới cửa đầu ngay cửa ha mà lên vụ ba dãy, nó có một dãy nhiễm. Nó là tới đó là nó trả độ đó. Trong đó thì mình có củ hành tím, tỏi, ớt, tiêu xanh mình đã nhuyễn kìa. Trứng gà mà nuôi gà, nuôi gà ăn thịt ha, thì nó lẹ, mà nuôi gà đá lâu thấy sợ luôn. Lâu lắm. Nuôi gà, trong khi anh nuôi gà đá, ví dụ bây giờ ví dụ anh nuôi tớ đá được, ví dụ bể đầu dâu là con gà đó cũng tầm ví dụ từ 10 tháng trở lên anh mới có gắn cửa, anh mới chơi được. Chứ đâu phải như hồi xưa đâu. Hồi xưa cửa cái kiểu mà mới bắp mới bể đầu dâu là lụm rồi. Đá. Giờ nói chung đá ngọt. Gà tơ tơ là đá mau lẹ. Ngọt. Con này là chú Hai cho ăn lúa hay cho ăn gì? Ăn lúa. Dạ. Mấy con kia thì cho ăn cá bóng rồi cho ăn lương. Gần đá cho ăn tép ha. Gần đá thì mình cho ăn vừa nước vừa tư. Dạ. Bữa nay cho nó ăn tiêu xanh hả? Chú Hai mới cho nợ vậy, chú Hai nuôi chú Hai không có chơi. Dạ. Hai mua thì bán kiếm tiền. Bây giờ trên nhà hai con mới lúa bắp là trả 1.500.000 nữa kìa. Dạ. Hai con 1.500.000 nữa. Rồi. Trong thời gian mình đợi gia vị thấm vô thịt gà thì bây giờ chú Hai sẽ chiên khô cá chạch. Khô. Bữa nay mình có món phụ là món khô cá chạch. Chiên giòn lên để mình chấm mắm me. Cả nhà đang thấy thì anh đang gọt mướp để mình ăn kèm lẩu. Ngoài ra thì mình còn rau mồng tơi, bông bí vàng, còn hai cái củ cải trắng này chút nữa mình sẽ để vô nồi lẩu cho nó ngọt nước. Còn dĩa này là dĩa đậu hũ trắng, chút nữa mình xắt mình để vô luôn. Cái mớ khô cá chạch này thì khoảng chừng hơn 1 kg cá tươi, mình phơi ra còn được nhiêu đây, khoảng chừng nửa ký cá khô hả chú Hai? Ừ. Này phơi khô không được nửa ký. 3 kg, dư 3 kg cá chạch là mình phơi đựng khô quá ha, là còn 1 kg khô. Dạ. 3 kg 2, 3 kg 3. Mấy ngày nay thì mấy chú với anh Đen đặt dính cá chạch thì cũng lai gai, tại vì cũng sắp đầu mùa mưa rồi. Nhưng mà cái khó là gọng nó không sống, gọng nó chết hết chưa? Khó gọng quá con. Dạ. Mấy đêm nay khi kia là mưa là kiểu mưa lên cắt lắc lắc làm gặp. Dạ. Do là cái nguồn nước đó, cho nên là mình gọng nó không sống. Nước nó ấy quá, nước bây giờ kỳ quá. Nước nó lợn cợn kiểu như nó phèn, nước cáo gì đó. Vậy mà cá bóng đen nó chịu ha. Ừ, cá bóng, cá bóng nó hay lắm. Dạ. Làm cái món này thì nhanh, nhưng mà chút nữa đây mình hầm cái con gà đó là lâu nha. Ừ. Có món phụ nè. Bây giờ mình đi chiết rượu, mình làm xương xương cái này được rồi chú Năm ơi. Làm cái chết này là hết này là tỉnh này, cái gà bé trong đen với chú Năm.
tỏi với hành vàng này giờ cho gà vô xào. Con này lúc chiều mần cỡ nhiêu ký chứ hả? 2,5 kg. Mần đó là mình khò nó săn rồi nó đẻ bút vào. Nước mắm vào thôi. Thấm vô thịt vàng. Nuôi con gà đá phải bỏ công ra chăm sóc nó để bán được cái giá cao. Nó cực lắm con ồ. Còn như chú mà nuôi mà để nhà cho thím hai cho ăn mà đi đặt tử ngục, chú này bán giá không có cao đâu. Bỏ nhà mới đón cơm không. Thì chú hai gì chú hai lúa bỏ nhà các bạn. Dạ. Con gà đá mà ăn lúa thì cái thịt của nó săn chắc hơn. Nuôi con nuôi nó thí dụ như giờ nó đẻ đầy 8 con chừng 5 gà trống thì có lời. Dạ. Mà chừng 3 gà trống còn nhiêu gà mái không thì thường gọi lỗ tới xương. Dạ. Con gà này mình xào lên mình thấy là nó không có ra nước, giống như con vịt xiêm lần trước đó chú hả? Ừ. Con gà mình nuôi nhà ta ăn lúa là nó không có ra nước. Bây giờ còn mấy con chển là mình tính món luôn liên quan. Bạn này còn 2 con nè, cái này rồi còn con gà nọc, rồi 2 con kia giờ nó cứ dèm hoài. Thứ hai thôi bán đại đi chứ để đi rồi tôi đi không có nhà đây nó vô lưỡng à. Dạ. Bả chơi rẻ bộ uổng hoài đó. Nhưng mà nuôi gà như bất cứ ai cũng như chân, anh mới nuôi lần đầu anh bán nó cũng chưa có được có giá. Anh bán một lần như em mua anh một lần đầu về đá còn nhát chưa dám đá, mà chơi được một lần đầu tiên ăn ha, rồi bắt đầu ha tới cái lứa sau ha là bắt đầu em mua mạnh, mua là chơi dạng lúc đó là mình có tiếng rồi. Gà là anh gà anh mới dễ bán, chứ có thể sau này coi như bây giờ 2,5 kg, sau này có thể 2,2 kg, người ta đá được có ăn 2-3 cái, 1 cái là người ta lấy vốn là có lời rồi. Chứ mới mua cái đầu tiên về làm cái ốc bây giờ luộc chả với củ cải đã trắng là chết luôn. Hai con gà tơ chính là hiện trường giờ mới luộc bắp như là nó một con có 2 kg mấy rồi đó. Nãy giờ chú hai xào thì mình ngửi được cái mùi tiêu xanh rất là thơm. Cho nước dừa vô luôn. Làm món này thì phải có nước dừa tươi mới ngon. Nó thấm cái hả cho nước lọc vậy. Bữa nay chú hay nấu món gà đá hầm tiêu xanh, giống như món bao tử hầm tiêu xanh vậy nè. Bao tử hầm tiêu. Không mà cái con gà đá hầm tiêu xanh chứ mình dễ ăn hơn bao tử hầm tiêu. Bao tử nha không nấu. Dạ. Không được. Là do anh Hoàng là khó ăn chứ ở đây thì cũng dễ ăn. Rồi không mua tan thứ là được không? Hồi nãy mình nhìn cái sớ thịt của con gà này á thì mình thấy là nó cũng không có già quá. Không già không, nó 10 tháng. Cho nên là cái độ dai của nó thì cũng đỡ. Nói chung gà này vừa ăn. Gà này vừa. Sớ mình nhìn chậu, mình kêu gà đá phải cho đùi săn. Yeah. Đùi này nhảy cho mà coi luôn. Con gà này hồi nãy chứng khắc là gà đó lẻ. Lẻ không? Gà lẻ của cả vô. Ủa cái tay anh Quyền bị gì mà xuyên hôm? Cái lưới đêm hôm nè. Sao yeah. Có mùa tháng này năm nay ông quá trời ông luôn, ông mặt gừng á. Cái đó là mấy mũi? Làm 2 mũi vô chỗ một nó rồi vậy đó, nổi sưng lên vậy đó. Ông hay là kéo mua nhậu kéo không nổi vợ quýnh. Không nè nó chích nè, 2 mũi kéo bên luôn nè, nổ một lần. Dạ. Mà nếu mà không tắt đèn hết ha, không tắt đèn trong không tắt đèn ngoài ha là chắc đánh bị đánh ra nhiều. Dạ. Đó. Ông này bị nó già, ông này có mặt rồi. Dạ. Là mình đèn gần đấy ha là nó bay là đèn được là nó đeo vô chích. Ông già. Cũng hên là nó không chích trên mặt ha. Không. Cũng lẹ lắm đó chứ, chụp đèn tắt liền đó, bắt đầu quơ, phủi, bí hết trơn, yeah. Ngầu hút thuốc, lấy đốt đốt thuốc. Tính ra là tới thời điểm này anh Hoàng đã có kinh nghiệm chống chọi với mấy con ong. Sau cái lần mà mình ăn cơm mà bị ong chích đó. Cái đợt mình ăn cũng con kinh này luôn nè, dạ, kinh 20 rồi. Thước này luôn nè. Lưng mình nè. Lần đó là lịch sử à? Luôn. Thằng quýnh cái đầu sưng luôn mà. Em đêm đó có người nằm được đâu, nằm sách. Hôm này đặt có lý không? Có dính cái chặt nhiều không? Hôm này chắc em cũng cỡ 3 gram, 4 gram à. Thì mình đổ chừng tầm 3-4 gram.
chứ nếu mà cân ra thì từ trên mình đổ đổ nó cũng không chính xác được. Lúc về mà chuẩn bị bước vô mùa mưa, ai mà đặt một đêm dính khoảng chừng nửa cái cá chạch là coi như là trúng rồi nè. Là trúng đó. Không mà hầu hôm cái anh đặt cái đường này là có cá chạch là phải. Dạ. Cái đường này lúc nào cũng có cá chạch hết trơn. Chú Hai sao? Được nhiều. Chú Hai hôm chú Hai chừng 2-3 gram chứ gì? Dạ. Ít. Con nghe nói là chú Năm trúng nhất phải không? 700 con gì đó chứ đâu có gì. Mỗi lần hỏi chú Năm cá chạch là chú Năm chỉ nó có mấy con. Dưới cái chạch con đặt nhầm đường nữa chứ không phải đường nào cũng có đâu. Dạ. Cái này chút nữa con bự thì một ly con, còn con nhỏ thì một ly hai con. Hai con. Bữa nay không nghe ai nhắc tới cái phao câu ha. Ừ, gà có chút xíu mà đâu. Ủa, gà mà đâu có phao câu. Dạ. Cái con gà thì nói chung mình làm cái cách này á, thì cái phao câu nó cũng rút được hết rồi, nó nhỏ. Được luôn. Dạ. Rồi, cho ra đậu hũ vô luôn. 15 phút nữa là lên. 15 phút nữa là tắt bếp. Bữa nay chắc tới bến bữa nữa rồi chú Năm ơi. Cái này tới cử rồi lại tới 15 phút nữa chắc rung quá. Chú Năm nói giấc này tới cử rồi mà đợi tới 15 phút nữa chắc rung quá anh xui. Đặt giấc trên đồng mới có đâu một cái máy không hỏi. Tính sao rồi? Một máy tính gì? Cái mày con gà nó có chút ép không? Rồi mày dịch cái thâu. Không, cái ba gà lai, giờ lai không? Ừ. Múc vô hô câu lên mệt nha. Con nghĩ cái giò nó chắc ăn chưa nổi đâu chú Hai. Ừ. Một lát mình cũng bắt bếp lên rồi, cái hâm nó nấm từ từ, cũng dễ ăn. Buổi chiều cũng đặng dấn xong cũng có mặn gà hầm tiêu ha, cũng mời cả nhà lương trương với chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Rồi, mời cả nhà. Vô. Giờ này giờ hạnh phúc. Có mắm mè chú nào? Uống gì uống cái đồ nó chạy tới đó hả ta? À, bà mấy ngày nay không uống mà uống mạnh đó. Đấy là băng rất quá. Uống mạnh thật mình. Đã. Không đi một cũng hết cái chặt. Chú uống dòm hoài. Thì liên con nha. Vô bạc ớt tỏi này nọ rồi ha. Hôm nay làm mắm mè là bán nhà hàng được à? Mình nghe được tiếng ve kêu rồi đó. Cái mùa hè, mùa này là mùa cuốn ve mà. Đùa mày đi trời. Ê, đây cũng sắp còn lắm. Thấy anh có tâm không? Gà chặt gì là có tâm. Thôi dùng cái đi múc cái phao câu à. Thì cái này ở cái cán cổ của đi. Không mà ăn vịt với gà ha, em nói chung ha là khoái nhất là cái cán cổ. Rồi con vịt á thì ăn cái hầu dưới. Ăn cái cán cổ gì đâu. Vô. Ấy gà hai mới 10 tháng chắc tới đá nữa không biết sao ăn nó đứt. Ấy cái mày nó cũng dài hơi dài. Ok em. Cái gà nó. Mấy ông ăn nha. Cái củ cải mà cái cây nó lên vậy nó không lấy mấy khúc đó thì mấy ông nhúng lẩu luôn ăn một cái nó ngon, một cái cực kỳ ngon. Ăn nó giòn mà nó ngọt. Nó giòn nó ngọt, ngọt thơm nữa. Hôm mà như hồi đó cái củ cải này cũng vậy ha. Em trồng mà nó cũng thật sự có nghe hai cũng như mình nói cái cây chè tỉa dù anh lấy anh găm xuống sâu thì cái củ nó dài nha,
mà anh găm xuống cạn á, xuống dưới vậy cái củ đi lên không à, nó xuống không được. Em trồng đất cát ha, củ nào củ nấy, bay lớn mà nó bọng nè. Hồi đó đi nhổ củ cải này ngủ bị ma nhát gần chết. Sợ quá sao tôi đâu có dám ngủ riêng đâu, tôi đeo theo ngủ trong bẫy không, tôi đâu ngủ ngủ riêng. Thằng gái ngồi buồn ngủ, uống 2-3 ly xuống hết buồn ngủ ta. Ngủ thì chắc. Dạ ngày cốc cốc à, đã. Thấy chú Năm là đổ mồ hôi rồi đó nha. Cảm cúm hay vậy ha là hết rồi. Cái này mình không phải là mình được anh ha. Cái này dễ nhai. Không có gan ăn gián đậu đồ đi. Đâu cũng phải có vài miếng bông bí. Thêm miếng da gà đồ nữa chứ trời. Trời hết dính lộn hai lỡ là chơi luôn đi. Bây giờ là mình uống một ly rượu cái mình húp miếng nước này cái là mình tỉnh, mình nhậu được tới tối vậy nhiều chứ bỏ dân luôn đó, chắc để sáng mai kéo luôn quá chú Năm. Sáng mai ăn cái nào chú Năm nói kéo. Sáng kéo càng sáng kéo càng khỏe con ơi. Chú Năm nói ai sao tao vậy. Này thì giải cảm ngủ nó ngon nữa. Này phải như mình nấu được bếp củi á. Càng ngon ha. Rồi chúng hai nghĩ hồi đó chúng hai đi nhổ cái này rồi gì là chúng hai sợ ma hay là mấy năm trời tôi không dám đi mình. Rồi ngủ ngay chân chỗ cái nghĩa trang cái nền mã người ta lấy cốt rồi á, mà gọi là ông ngồi đêm đó nó đè tôi hết, còn nó kêu nó không cho ngủ. Mà cơm hay là anh nấu để giá kháng anh ăn đi ha. Rồi là anh bỏ nó chưa vô không giờ ăn được. Nó thiêu kinh mà nó nhấc lầy hay gì kỳ lắm. Dạ. Yeah. Chú hai nói là hồi đó là chú hai ngủ hay là một đêm đó là chú hai không ngủ mà luôn từ gần tới về chú hai ngủ không được. Dạ. Yeah. Tại vì con miễn con không bị gì thôi. Mà con bị cái rồi là bắt đầu nghe cái da gà nổi hoài vậy, gà nổi lên hoài đó. Lúc đó là chú hai đi chung với ai? Chú hai đi với ông cố nè, ông Năm, hai người con của ông cố. Ông Năm với ông Bảy ha. Rồi giờ với cậu. Dạ. Yeah. Chú hai đi có mình chú hai nhỏ à. Rồi đó nhổ ăn công mà chú hai nhổ giỏi lắm. Chú hai nhổ lẹ lắm mà về cái đầu người ta lấy người ta cắt khúc một khúc này, mình lấy cái đó mình ăn, lấy cái trên nấu canh, yeah. Hấp cơm mà ăn. Mà con thấy mà hồi đó mà chú hai nghĩ hồi đó chú hai cũng đều con yêu cầu mà con vừa nằm xuống ngủ làm nó giật giọt kêu. Dạ. Yeah. Cái có bà chị kế bên nó mà nhà ông nó năm đứa con gái không, cái hồi con qua bên chú nè, con lấy cây dâu tầm ăn nè, là con về con để đồ nằm con ngủ giờ để đồ miễn để trên cái đầu hiện kia nó kéo cái giò. Cái bắt đầu mấy bà kia nó thôi nếu ngủ không được vậy thôi đi chạy chỗ đó cái nghĩa trang nghĩa mã gì vậy nó chôn tập kết chôn chung đó đó. Còn là không từ đó tới sau rồi tôi không dám ngủ mà con biết mà chú hai đi rồi đó mà chú hai liều mạng chú hai gan lắm chứ phải bằng đêm chú hai văn lứ thức dậy nấu cơm rồi bắt đầu miếng từ cái đó rồi nấu cơm thì ví dụ kêu ông này kêu ông kia. Dạ. Chứ mình không dám. Nhóm gì là chú hai đi mấy người chú năm người ghe vậy năm người vậy là đi bằng ghe đó chạy cái cù lê tư mà cũng như
hiếm mới chạy lắm, bơi nhiều con cặp như đó, chèo cái trước cây sau gì đó, chèo hoài đấu nhau chèo một công như vậy là mình nhổ tầm bao nhiêu tiền? Hồi đó chúng hay nhổ như 70.000 hay là 50.000 gì đó công. Dạ đó nhổ chia mấy ông mình nhỏ, mấy ông chia nhỏ chứ ít gì đó, mà đó nhổ ví dụ 5 người là con nhổ ngày phải 2 công 2 công mấy 3 công gì đó. Dạ đó nguyên cái vùng đó trồng toàn nó không dữ lắm luôn, nó trồng nhiều lắm củ cải. Anh nhổ củ cải với cầu mau. Cái lúc đó em cũng đi nhổ đậu phộng mà nhổ ăn ngày mà đâu có trời ơi, nói chung với em nói một câu mấy anh nói thiệt, cái ngày đậu phộng là coi như em mới biết được lần đầu luôn, là nhìn cái cây ngoài đời mà thật sự mình nói mình không biết thì người ta không kêu, lúc nó đi làm mướn mà kêu cái em cũng làm luôn, nhận luôn. Rồi vòng vòng ở đó đó kêu hỏi mày biết nhổ đậu phộng không? Dạ biết đậu phộng em biết. Cái em nói câu vậy ha, người ta kêu mà vậy làm được anh ra em cũng đi hơi sao người ta chút nha, để người ta nhổ coi cái cây đậu phộng sao. Mà đậu phộng nó làng dưới này, cũng như mình nói ví dụ như cái cây cỏ cứt heo đi, nó đâu có cao, nó cao lùm lên nè, lùm lùm mình đâu có biết đâu, để cho người ta đi trước mình đi sao, đi sao để cho người ta nhổ trước cái là mình phân biệt ở cái cây đó cây đậu phộng. Mà nói ha, em nhổ được rồi em nói trời ơi, con này thế này để liều đi lấy tiền chủ nhà luôn, nói thiệt luôn. Lúc đó là nhổ ăn ngày anh Quỳnh? Nhổ ăn ngày, có cho 5.500 một ngày. Dạ. Là coi như là người ta cho thêm là 500 đồng, là mình kêu 5.500 đi. Là cũng như mình đi xe, đi xăng, tiền xăng một ngày á. Dạ. Mà lúc đó anh đâu có xe, đi với mấy ông chú ở địa phương á, chở đi. Rồi cái lợi nhổ, rồi cái chiều cái chở về. À, mình ở đâu đó, cái đưa là về chỗ, tại chỗ sáng 5.500 rước. Dạ. Đậu phộng thì nhổ dễ hơn củ cải. Dễ hơn. Đậu phộng thì thích hợp ở đất cát. Đất cát mà con nhổ đậu phộng nó ngon nha, nhưng mà con suốt đậu phộng á, con suốt đậu phộng ha, tao vụ nó sót qua con đập con vũ nghe, nó sót rồi nó ngứa mình mẻ nổi y gan sao bắn nữa, cục nha. Dạ dạ chú hai đặt lại đậu y vậy nè, chú hai ngủ. Dạ. Trời đất ơi, bắt đầu tối nó đè ha, chú hai ha, nó kêu chú hai ha, nó khóc ha, chú hai ngủ không được. Bây giờ chú hai chạy ngang là ốc cục nó nổi, chịu không nổi. Sáng thằng Đông có đầu mới ghé bờ, ông đó ông bán, ông hổ mua cá, ghé bán cá ông đó. Trời ơi, cháu nội của tôi chết nổi gì đó. Trời ơi, từ đó tới sau ha. Đâu chú hai nói một cái là ốc cục nó nổi gần lên ha. Chú hai nói thôi từ đó tới giờ là bởi đâu cho thằng Đen, lúc đó thằng Đen có con bò nữa. Mới đẻ con bò mới có mấy tháng rồi, đâu cho đậu. Mà ông nói nó mới vừa té xuống mà nổ phình nha, té xong nó nổi mà nhỏ chết. Tôi nói bây giờ hiện trường giờ kêu tôi vô đặt nó rồi không đặt. Dạ là đường sát bên đây hả chú? Đường 105, không bao giờ chú hai vô. Không bao giờ chú hai vô đó, là ai đặt thì trúng, bao nhiêu chú hai cũng không vô đó đặt. Dạ. Thà đặt đầu trên đặt xuống thì chú hai đặt, mà dưới này lên thì chú hai không đặt. Mới vừa ngay hay vừa đầu dấn chú hai hết luôn. Mà chỗ đó đã, chỗ đó khỏe bể lắm, cây trăm đồ bự ngon lắm. Dễ đậu ha. Ừ, chỗ đó đậu lên đi xuống rồi tiện măng rượu kế bên đó, nó dễ ngon lắm. Bây giờ cái đường đó chú hai không dám đặt thì chỉ chú Năm nè, anh Quang anh Đen nè. Bữa nay em đặt đó, nãy anh Đen với em với Quang ngựa mé đặt đó. Mé thằng Đen mé. Trời, đường này đỡ được. Đường của cha thì bị ma ha, còn đường ra mấy cậu nè, nhà mấy cậu mình á, cái trời mình á. Là bữa em với cha em với ai là một ghe nữa, mà em quên rồi, như ghe có bắt ba lập hay vậy. Bữa đó mới vừa thả xong rồi phóng xong đùng ha. Cái trên sớm người ta lại nói, trời sao giờ gan vậy, dám nhảy sông tắm vậy. Cá sấu mới nổi công an đồ vô hì đây nè. Từ đó tới sau một cái nguyên đêm ha. Thôi thầy nói là sợ bị la chứ.